Chào tất cả các bạn, chào các bạn đến cái video mới của CCM Fast. Thì tiếp theo cái series về độ cái chiếc GTR 1500 mã lực này. Cái này là cái video rã kiểm tra cái động cơ VR38 DES này. Thì như các bạn biết là tiếp theo cái phần trước là mình hạ máy xong hết rồi. Máy nằm ở đây, hạ hộp số này nọ hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái máy nằm ở đây thì mình sẽ tiến hành kiểm tra cái máy coi tình trạng của máy như thế nào, có cái gì phải nghi vấn hay không, có gì phải chú ý đặc biệt hay không. Để khi mình mua đồ á, mình mua sắm đồ á, mình dự trù trước để không tránh cái trường hợp là thiếu đồ, hoặc là tránh cái trường hợp là mình không đánh giá được cái máy nó rõ ràng nhất. Thì khi mình ráp máy nó sẽ rất là nhiều cái nguy hiểm các bạn. Đó là trước khi mình rã là mình sẽ đo lại nén của máy, mình đo lại cái độ kính, độ khích của cái buồng đốt. Cái đó là cái bài test leak down test. Leak down, leak là rò, down có nghĩa là rò ra khỏi piston á. Test là cái bài kiểm tra trong cái buồng đốt á, có thể kín hoặc là không kín, hoặc có thể rò chỗ này chỗ kia. Thì làm sao mình biết được? Mình cho khí nén vào buồng đốt, rồi mình sẽ đo cái độ rò của khí nén, thì mình cho vô 10. Thì hiện giờ cái buồng đốt có giữ được bao nhiêu? Giữ lại còn 9, 8 gì đó là tùy. Rồi từ cái con số mà nó rò bao nhiêu á, thì mình sẽ đánh giá được coi cái buồng đốt nó bị rò gì. Thì đây mình làm ví dụ cho các bạn coi luôn. Như các bạn thấy ở đây á là mình đang làm cái tất cả là 6 máy, tất cả 6 máy rồi. Thì có một cái máy khá là đặc biệt nên mình cũng sẵn tiện mình làm video cho bạn coi luôn. Đó là cái máy số 6, thì nó bị rò gần như là hơn 50% các bạn. Cái này là cái công cụ test của mình, các bạn thấy hơi này là hơi từ khí nén đi vào. Cái đồng hồ là đồng hồ đầu vào, đó là áp đồng hồ đầu vào, hiện giờ đang chỉ áp là 8 mấy PSI gì đó. Đó, mình tăng giảm áp bằng cách này. Cái này là cái điều áp, mình có thể tăng giảm, mình chỉnh cái áp, mà thường thường mình sẽ cho áp khoảng 80 là ok rồi. 80 là ok rồi. Sau đó là cái áp bên đây, cái dây này là dây đi vô buồng đốt, vô lỗ buri á. Cái áp này áp giữ lại được là bao nhiêu? Thì hiện giờ các bạn thấy là mình cho vô 80 nè. Nhưng mà nó giữ lại được có khoảng 30 PSI. Có nghĩa là nó tính ra là hơn 50%, khoảng 60% đó các bạn. Thì cái rò 60% mà mình đặt dấu hỏi là ủa vậy nó rò khí đi đâu? Có nhiều cách mình đánh giá lắm. Thứ nhất là mình kiểm tra coi, mở nắp nhớt lên coi có hơi ra đây không. Nếu mà có hơi ra đây mình để lỗ tai mình nghe luôn. Nếu có hơi ra đây là biết là nó rò xuống bụng máy, có nghĩa là cái bạc nó bị rò rồi, hở bạc, nếu xong bị hở bạc đó. Vấn đề gì bạc sắc măng gì đó nó bị hở nên cái áp suất đi vô là nó rò xuống ở dưới bụng. Rồi mình coi cái họng nạp, họng xả bên đây, ở đây có họng xả. Thì tương tự mình nghe vô cái họng xả coi có hơi không. Nếu mà nó rò họng xả có nghĩa là nó rò súp bắp xả. Nếu mà cái máy mình còn nằm trên xe đó thì mình nghe ở đường bô. Mình để lỗ tai vô bô á, mình nghe đường bô. Nếu đường bô rò rồi nó rò súp bắp xả. Xả xong rồi có nạp đó, nó có nạp thì nghe vô họng nạp có xì hay không. Nếu nó xì thì xì nạp. Rồi còn cái nữa mình coi nước, mình coi cái chỗ thăm nước nè, nước mát nè. Thì mình để lỗ tai cho mình nghe, thí dụ mà nước mát hoặc là nó có nước thì nó lên nổi bong bóng lên á. Giả sử nó bong bóng lên có thể là tẹt ron rồi, hoặc nước lòng không khí nó truyền vô cái lưng nước thì nó bị nó lên bọt nước, các bạn thấy là bên đón được liền. Nhưng mà trong trường hợp cái máy này á thì nó xì là xì súp bắp nạp rất là rõ các bạn. Giờ bạn thấy ở đây nè, ở đây là mình để tay vô là mát luôn, thậm chí mình đứng ở đây là mình nghe được cái tiếng xì xì luôn, là ngay súp bắp nạp nó nằm đây, nó bị rò súp bắp nạp các bạn. Không hiểu lý do gì nó rò, có thể súp bắp bị cong hoặc gì đó, hoặc nó bị cấn cái chuyện gì đó, thì nó đang rò súp bắp nạp rất là nặng. Nó rò giống vậy là rất là nặng, có những cái máy này cực kỳ yếu. Cái động cơ này trước khi mình tháo ra giống vậy là mình đã chạy thử, nó cũng khá là êm, chạy lên dàn dyno được khoảng 320 mã lực thì nó cũng khá là yếu á. Nó êm nhưng mà nó yếu thì cũng có thể đây là chính là lý do. Thường thường cái động cơ mà nhiều máy giống như 6 máy 8 máy này nọ đó, thì giả sử các bạn chết một máy đi, nó vẫn rất là êm, bạn khó mà đoán được lắm. Trong trường hợp này giống vậy luôn, mình nổ máy rất là êm bình thường, nhưng mà không ngờ là có một máy là nó bị mất hơi. Thì đây là cái bước test đầu tiên mình trước khi mình trả cái máy này ra, để mình đánh giá được cái tình trạng của động cơ, để mình lên kế hoạch mình xử lý nó.